Hôm nay chúng ta sẽ học tiết 32 điện từ trường và sóng điện từ. Với nội dung này, các em cần phải nắm một số nội dung cơ bản sau. Thứ nhất, khái niệm về điện từ trường của Maxwell. Thứ hai, khái niệm về sóng điện từ, đặc điểm của sóng điện từ, các tính chất của sóng điện từ. Thứ ba, thang sóng điện từ. Và nội dung thứ tư là phương pháp giải các bài toán về sóng điện từ.